Xin chào độc giả của thể thao.vn. Ngồi cạnh tôi hôm nay là anh Võ Minh Nghĩa, một trong những cổ động viên lâu năm của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chào anh Nghĩa. Được biết anh là một trong những cổ động viên đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai kể từ ngày thành lập. Thì anh có thể chia sẻ về câu chuyện của mình được không? Anh đến với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như thế nào? Thế thì cũng có đôi lời chia sẻ với lại chỗ báo. Thì thực tế là cái tình yêu bóng đá của mình thì nó từ thời nhỏ cơ. Nếu như mà kể vui các bạn chút, nếu như mà thế hệ cầu thủ trước đây của Gia Lai, đội bóng tỉnh Gia Lai quan tâm trước đây và sau này là Hoàng Anh Gia Lai hiện giờ, thì hồi xưa đây thì ở tại Phố Núi thì có một ông bầu mà các cầu thủ thường gọi là ông bầu Mỹ Vị. Thì ông là một người rất là yêu thích bóng đá và là mình có thể nói là ông là một trong những ông bầu đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Thì thời nhỏ là mình ở cạnh nhà ông ở tại góc đường Hùng Vương, và khi ông đi xem bóng đá thì ông thường dẫn theo, mình thường gọi ông là ông nội nuôi cạnh nhà. Thì cái tình yêu bóng đá cũng từ đấy gắn bó với lại đội bóng từ thở còn bé, từ thở sơ khai, từ thời trước đây mà huấn luyện viên mình vẫn ở, bây giờ còn là cầu thủ. Và mình nhớ là bắt đầu đến mùa giải năm 2002, khi đấy thì Hoàng Anh Gia Lai còn đang ở thi đấu ở giải hạng nhất, thì bầu Đức đi qua bên Thái Lan để mà mua Kia sắt về. Thực sự lúc đấy nó là một cái gì đó, nó là một điều mà ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ một cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai này, mình nghĩ vậy, và chưa kể là cả cổ động viên cả nước. Thời điểm đấy thì có lẽ Kia sắt là một ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á thì ai cũng biết rồi, và anh vừa ở bên ngoài hàng Anh về. Thì vì mình làm việc ở tại sân bay nên mình có cơ hội được là chứng kiến cái cảnh Kia sắt đặt chân đến Phố Núi đầu tiên và khung cảnh của cổ động viên ra đó, và nói là nó ngoài sức tưởng tượng, đông lắm, rất là đông luôn. Thì cũng từ đấy thì là bắt đầu bọn mình mới hình thành nên một cái hội cổ động viên, và tiền thân hội cổ động viên bọn mình lúc đấy là phần lớn là các bạn sinh viên của Gia Lai đang học ở Sài Gòn, mà phụ trách chính lúc đấy là anh Tú, là một cán bộ của Hoàng Anh Gia Lai chi nhánh phía Nam. Và thông qua cái kênh của hội cổ động viên sinh viên ấy, thì là những cái người dân Gia Lai sinh sống ở Sài Gòn và những người yêu quý Hoàng Anh Gia Lai biết. Và lúc đấy trước mỗi trận đấu thì là thông qua cái kênh của hội sinh viên liên lạc, thì bọn mình hẹn nhau ở ngay cái khu mà ký túc xá của học Bách Khoa, và ngay cái khu Hòa Hảo ấy. Trước mỗi trận đấu thì là anh Tú sẽ thông qua trưởng của từng nhóm trong đấy, thì lúc đấy mình cũng là phụ trách một nhóm, thì chúng mình sẽ tập trung ở đấy và tổ chức, có xe của bên ban tổ chức của câu lạc bộ là tổ chức cho anh em đi theo trình tự đi xuống từng sân để mà xem cổ vũ cho đội. Thì thực sự là cái không khí đi cổ vũ lúc đấy nó rất là nó hồn nhiên, nó hào hứng, và nó có gì đó là vì cái đam mê, vì cái yêu thích, và vì là tất cả các bạn đều là sinh viên với nhau, cho nên nó có một cái sự đồng điệu và đồng cảm với cái tổ chức. Và khi đến xong thì bọn mình luôn luôn tuân thủ theo cái yêu cầu của ban tổ chức xong để mà cổ vũ cho đội. Thì sau cái mùa giải hạng nhất đấy mà khi Kia Tư Sắc về, thì là Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên lên thi đấu chuyên nghiệp ở V-League. Và có một cái kỷ niệm có lẽ là mình chia sẻ được với các bạn là mình có lẽ rất là sâu sắc, là năm đấy là Hoàng Anh Gia Lai là năm 2003 thi đấu ở trên sân Thống Nhất với đội bóng bây giờ là ngân hàng Đông Á. Mà lúc đấy thì còn một vòng đấu nữa, vòng đấu ấy là vòng đấu áp chót, và nếu như cái điều kiện lúc đấy, nếu như Hoàng Anh Gia Lai mà hòa ngân hàng Đông Á thì là sẽ chính thức vô địch trước một vòng đấu. Thì năm đấy mình được anh Tú trong cái gọi là ban chấp hành hội cổ động viên là thống nhất với nhau là sẽ là đặt 3.000 vé cho cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai xong, thì dự kiến là 3.000. Nhưng mà đến cái thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị vào sân, mình nhớ như hồi đấy là vào cái cổng C thì phải, hẹn cổ động viên đến đấy được vào, thì thực sự lúc đấy là cổng nó gần như là mở toang luôn, thì cái số lượng đến quá đông ngoài sức tưởng tượng luôn. Gần như lúc đấy 1.000 vé trên tay nghĩa là gần như không phân phát được nữa, tại vì thường bọn mình sẽ hẹn nhau tập trung và phân phát vé để đi vào sân, nhưng lúc đấy thì đông lắm. Tất cả vào và trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, đến khi kết thúc trận đấu rồi thì là niềm vui vỡ hòa, vui lắm. Cái cảm giác của bọn mình lúc đó thực sự là không tả được, nó sung sướng lắm. Và lúc đấy thì mình được giao là phụ trách cầm một cái lá cờ
đi mất đấy, mà gọi là mình nó vui là lá cờ hiệu triệu của hội. Thế là mừng quá là mình mới leo lên giữa hai cái trống lớn, lúc đấy mình có 5 cái trống để mà cổ vũ, thì toàn bộ đội bóng sẽ quay về hướng khán đài đấy để mà chi vui với cổ động viên. Thì mình cầm lá cờ ấy mình phóc vào gào thét lên một cách rất là sung sướng, rất là cái cảm giác của một cổ động viên lúc đó bạn biết rồi, một người yêu quý đội bóng năm đầu tiên đội được lên thi đấu vào giải chuyên nghiệp và vô địch luôn ngay năm đầu tiên lên, là rất là vui, vui vô tả. Là sau đấy thì sau khi niềm vui nó lắng xuống rồi thì mình có gấp cái lá cờ là mình cất, mình coi như mình giữ nó là trong kỷ niệm của mình, kỷ niệm của một cái lần đầu tiên đội lên chuyên nghiệp và vô địch. Và cái cảm xúc của người cổ động viên lúc đấy thì khó tả lắm. Thì cũng chia sẻ là đây với lại chỗ người báo với lại chỗ độc giả biết sơ cái thông tin như vậy. Vâng, được biết là anh là có công tác ở bên hàng không, thì công việc và đam mê nó sẽ phải có một cái sự cân đối. Anh có thể chia sẻ cái câu chuyện mà mình cân đối giữa hai thứ như thế này được không? Vâng, thực sự đây cũng là một vấn đề mà mình nghĩ rằng là phần lớn các cổ động viên nếu như mà đang công tác ở các cái đơn vị nước cũng như là đi nước ngoài thì cũng sẽ ít nhiều gặp nhiều khó khăn. Nhưng thực tế là trước đây thì thường thì các trận đấu diễn ra vào cuối tuần, thường là vào ngày chủ nhật là chính. Thì bọn mình sẽ bố trí và sắp xếp xin được nghỉ bù vào những cái ngày mà có trận đội thi đấu để được nghỉ bù ra sân. Và trước đây mà khi mà đội thi đấu ở xe thì là mình sẽ báo cáo và sắp xếp vào những cái ngày phép mình trong năm để có thể dành được cái thời gian mà tốt nhất có thể để cổ vũ cho đội bóng. Và vì mình nghĩ rằng là mình sắp xếp, quan trọng là cái sắp xếp của mình, tại vì cái lịch thi đấu thì đã có trước rồi, thì chúng ta cố gắng cân đối sắp xếp hài hòa giữa cái thời gian công việc và cái thời gian mà tham gia cổ vũ cho đội, thì mình nghĩ là sắp xếp được, làm được. Anh cụ thể thì mình giữ cái vị trí gọi là phó của cái hội cổ động viên thì bao giờ, và trong cái thời gian sau này khi mà mình đã không còn giữ cái vị trí đấy nữa thì mình cổ vũ Hoàng Anh Gia Lai theo cách nào? Thật sự cũng hơi đáng tiếc là khi mà đội bóng được chuyển giao hoàn toàn về cho câu lạc bộ quản lý thì lúc đấy thì mình cũng còn cái thời gian công tác mình ở Sài Gòn cũng đã hết, mình chuyển về lại đây làm việc và vẫn giữ liên lạc với hội cổ động viên, anh em vẫn duy trì với nhau, vẫn cổ vũ được thêm tầm cỡ hơn một năm nữa. Thì quay về đây thì lúc đấy thì là bên phía câu lạc bộ cũng có liên lạc đặt vấn đề để mà thành lập được cái hội cổ động viên ở đây. Nhưng thực sự là vì những cái người làm cơ quan nhà nước như mình ấy thì muốn làm như vậy thì hội cổ động viên nhất thiết là một cái tổ chức được công nhận, được chứng danh, được nhà nước chấp nhận cho thành lập. Nhưng cái bước đầu khi đặt vấn đề thì bọn mình có gặp một chút cái khó khăn về cái thủ tục các thứ, cho nên bọn mình không thể thành lập được cái hội cổ động viên chính thức ở đây. Thì sau đấy thì mình lui về, mình không còn đứng ra làm cái hội như ngày xưa, nhưng mình vẫn theo dõi và cổ vũ cho đội, là vẫn đến sân hàng ngày, vẫn nắm bắt thông tin tin tức và bằng nhiều cách để mà làm sao mà ủng hộ và hỗ trợ tốt nhất có thể cho đội. Ví dụ như là công việc của mình là làm ở hàng không thì có thể khi đội đi lại di chuyển mà cần những cái thủ tục cái gì mà liên quan đến chỗ lĩnh vực hàng không thì mình sẽ cố gắng làm sao là để cho đội mà những cái gì tốt nhất có thể để cho đội đi lại di chuyển nó thuận lợi, để mà làm sao các cầu thủ luôn luôn ở trạng thái tốt nhất để mà thi đấu mà cống hiến. Còn bên cạnh đấy thì là anh em cổ động viên bọn mình thì vẫn gặp nhau, vẫn ra sân, vẫn ngồi, vẫn chia khu vực ra cùng nhau cổ vũ. Tức là nó không thể được tập trung như ngày xưa, nhưng mà anh em vẫn chia ra từng khu vực mà có những cái cách khác nhau làm sao để động viên, được kích lệ cho đội thi đấu tốt nhất có thể. Thì đấy là cái hiện tại. Làm cổ động viên lâu năm thì chắc hẳn là mình cũng có những cái mà mối liên kết với cái câu lạc bộ, với các thành viên của câu lạc bộ. Anh có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình với những thành viên, mối quan hệ thân nhất của mình với thêm một thành viên nào đó của câu lạc bộ Gia Lai không? Nói thế thì có lẽ là nhiều, nhưng mà có lẽ là thân nhất thì có lẽ là mình, cái người mà mình yêu quý, tôn trọng và thân nhất đấy là Bố Vinh. Thì trước đây là gặp nhau cũng qua cái bóng đá, cái đam mê thì mình đi theo cũng cổ vũ cho đội, thì bố là cái người mà giám đốc kỹ thuật đầu tiên tạo cái nền móng cho đội bóng bây giờ. Thì những ngày đầu đi ra sân xem theo cổ vũ với đội thì có lẽ là cái duyên bố con gặp nhau thì lại quý nhau. Thế là hồi đấy mình nhớ là
đội là ở đầu tiên là đội ở trên chỗ đường Lê Hồng Phong, chỗ nhà khách của tụi mình, khi mà chưa được bàn giao hẳn á, còn giữa sở và bên Hoàng Anh Gia Lai á, tức là cái quản lý nó chưa thống nhất á, thì đội lúc đấy là ở trên chỗ nhà khách Lê Hồng Phong. Thì buổi tối là thường lên đấy cùng bố đi uống trà, cái chuyện về bóng đá rồi cũng trao đổi thêm cái thông tin, gọi là cái kênh liên lạc giữa bên cổ động viên và bên câu lạc bộ, để mà nó có một cái mối liên hệ nắm bắt thông tin giữa hai bên, để làm sao mà đội cổ động viên có thể ra sân, có thể cổ vũ tốt nhất có thể được cho đội, và cũng nắm bắt được cái tình hình của đội bóng, để mình biết cái lý do ở cái thể trận này vì sao cầu thủ này không đá được, thằng kia vì sao cầu thủ kia không đá được, hoặc là một cái lý do ở đó về chuyên môn mà có thể trận đó đội đá không tốt, để thông qua đó thì cổ động viên bọn mình chia sẻ với nhau để nắm bắt thông tin, để mà cảm thông, để mà cùng hỗ trợ ủng hộ cho đội. Tại vì mình nghĩ cái việc này là cái việc rất là quan trọng, cái kênh giữa bên hộ cổ động viên và bên đội bóng và bên ban huấn luyện hoặc là bên của câu lạc bộ, nó phải có một cái kênh làm sao để mà cùng trao đổi với nhau. Đôi khi cổ động viên mình đâu biết được lý do, có thể cầu thủ đó ngày hôm đó anh bị chấn thương, anh bị một cái gì đó, nhưng mà vì yêu cầu chuyên môn anh vẫn ra sân, anh thi đấu không tốt, thế là cổ động viên trên sân không biết như lại tác động không tốt tới cái tâm lý của cầu thủ. Thì mình nghĩ có quen may mắn cái thời đó thì mình với lại bên chỗ bố Vinh rất là thân, và rồi trong ban huấn luyện lúc đấy là anh Ảnh, rồi là bên anh Đàn, anh Đinh lúc đấy còn thi đấu cũng tương đối là thân, cho nên là anh em thỉnh thoảng vẫn chia sẻ, nhưng phần lớn thời gian là chia sẻ với lại chỗ bố Vinh với anh Ảnh, thì nắm bắt được những cái một chút cái gì về cái chuyên môn của đội bóng, thì thông qua đấy mình chia sẻ trao đổi lại với cái cổ động viên mình. Thì khi ra xong là mình nói vui là đôi bên cũng hiểu nhau á, thì cái cổ vũ cái các thứ nó rất là đơn giản và có khi lại là một cái động lực rất tốt cho cổ vũ. Ví dụ như là ngày mai thi đấu mà hôm nay bọn mình biết được là anh A, anh B gì đấy ảnh vì một cái lý do để chứ là mình cố gắng ra xong để thi đấu cho đội, thì lúc đấy bọn mình sẽ cố gắng cổ vũ thêm cho ảnh, có khi nó lại là một cái động lực, tức là một cái nguồn động viên rất là tốt cho cầu thủ để mà người ta thi đấu. Thì đấy là cái mà thực tế mình đã trải qua. Thì mình cũng mong muốn là nếu như sau này cổ động viên được thành lập lại quy củ bài bản, thì nên chăng các câu lạc bộ thì cũng nên có cái kênh liên lạc như vậy để chúng ta hiểu nhau hơn, thì nó sẽ tốt nhất có thể. Mà vậy thì mình đã là cổ động viên của Hoàng Gia Lai trong rất là nhiều năm rồi, thì mình có những cái kỷ vật, có những cái kỷ niệm nào mà mình đang có, mình có thể chia sẻ với độc giả được? Thế thì xin phép là mình nghĩ thế này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái lá cờ, mình gọi là cái lá cờ hiệu triệu năm đấy. Và mình có quen mong muốn thế này, có lẽ là nó giống như là mình gọi là gì nhỉ, đôi khi mình nói vui là nó giống như là một cái chu kỳ lặp lại ấy. Thì hy vọng là năm nay cũng là Kia Thi Sắc quay lại dẫn dắt đội bóng với một cái lứa cầu thủ mà trưởng thành từ học viện Hoàng Anh Gia Lai có một đây đang ở cái đội chính. Thì Nghĩa muốn giới thiệu cái kỷ vật này của Nghĩa, và có lẽ là cái mong muốn là sau này mình sẽ tặng cái này lại cho câu lạc bộ, để mà nó là một cái gì đó, nó là động viên tinh thần. Cái lá cờ này năm đó trên sân Thống Nhất khi mà đội chính thức vô địch trước một lần đấu á, thì là mình có cầm và mình leo lên giữa hai cái trống của hội cổ động viên, mình phất mà phải nói là hò hé một cách gọi là điên cuồng luôn, vui lắm. Năm đấy thì là còn là Hoàng Anh của Pleiku đấy. Đấy. Lúc đấy thì chưa có ngôi sao nào hết đấy. Đây là năm nay thì là Kia Thi Sắc quay lại và cũng coi như ngót nghét 20 năm rồi. Hy vọng rằng là đội sẽ lặp lại được cái thành công như cái thời kỳ đầu. Đây là một trong những cái kỷ vật mà mình rất là quý. Mình sau trận đấu đó thì mình gấp lại và mình cất rất là cẩn thận. Thậm chí nó còn bám cả bụi đất của cái sân Thống Nhất lúc đó đây. Dạ vâng. Cũng chia sẻ một chút với các bạn như vậy để gọi là cái kỷ niệm. Và mình nhớ một cái nữa là cái năm đấy sau khi mà Hoàng Anh Gia Lai vô địch cái V-League ấy, thì là đội bắt đầu tham gia cúp C1 cho bé. Thì năm đấy là có bốn đội bóng rất là mạnh, Đại Liên,
một đội của Nhật Bản và một đội là Suwon Racing của Hàn Quốc, đội hai lần vô địch cúp C1. Thì khi đội Hàn Quốc ấy họ sang sân vận động Daegu họ thi đấu ấy, gọi là biển người. Sân vận động Daegu lúc đấy thì sức chứa lúc đấy chưa làm ghế như bây giờ, sức chứa cỡ chừng 8.000, nhưng mà theo ước tính của ban tổ chức chắc lúc đấy phải trên 10.000 khán giả trên sân, đông khủng khiếp. Và có một cái vui là các cầu thủ Suwon Racing khi họ ra sân ấy thì là mỗi một cầu thủ là có mang một quả bóng đây, một bóng để mà làm kỷ niệm cho cổ động viên. Thì họ sau khi làm thủ tục chào xong rồi xong thì họ tung lên thì vô tình Nghĩa cũng có được tặng một quả. Thì Nghĩa giữ lại để làm cái kỷ niệm là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai đi đá cúp C1. Nó là một cái kỷ niệm mà cái thời mà Hoàng Anh Gia Lai được đi đá cúp C1 châu Á. Và một cái nữa là cũng muốn chia sẻ với các bạn là năm đấy là Hoàng Anh Gia Lai làm cái thẻ mời, thẻ mời cả mùa sau khi lên giải. Đấy là một cái thẻ mời bóng đá. Một cái kỷ niệm nữa với huấn luyện viên Kea Thi Sắc là sau những thành công của Kea Thi Sắc tại Việt Nam á, thì là Kea Thi Sắc có cùng với lại là báo Tuổi Trẻ là có xuất bản một quyển sách, sách Đời Tôi, và mình được Kea Thi Sắc tặng là có cả chữ ký. Đây là cái mình còn một tấm ảnh là ngày xưa là đấy, sau cái trận ở ngân hàng Đông Á thì về tại sông Pleiku là chính thức lên ngôi vô địch. Thì đây là cái ảnh năm đấy với lại là Bố Vinh và những cổ động viên hồi đấy. Hồi đấy vui lắm, lúc đổ vô địch là tất cả tràn xuống sân, làm một cái vòng xoan quanh sân, nhảy múa rồi. Vui lắm. Đây là cũng là những cái kỷ niệm với lại là câu lạc bộ. Và mình cũng có một cái mong muốn của cổ động viên, có thể gọi là nó hơi vui một chút, gọi là vẫn nó vui với nhau là tâm linh một chút. Và bây giờ thì cũng là 20 năm quay lại mà lại là khi Kea Thi Sắc của người dẫn dắt, thì cũng rất là mong muốn là khao khát là năm nay đội lại vô địch, để mà gọi là giống như để cho cái lứa một á, các em á được gặt hái một chút gì cái thành tựu sau một cái quá trình thi đấu. Đến giờ là cái thời điểm chính mình cũng chia sẻ. Trong những cái kỷ vật mà anh vừa chia sẻ ấy, thì có một cuốn sách của Kea Thi Sắc và anh được Kea Thi Sắc ký tặng một cuốn sách đó, và cũng có những cái tấm ảnh mà anh và Kea Thi Sắc rất là thân nhau. Anh có thể chia sẻ về mối quan hệ của anh với Kea Thi Sắc được không? Thế này, khi mà Kea Thi Sắc đặt chân đến Phố Núi thì cái may mắn là vì cái đặc thù công việc cho nên mình là người được đón Kea Thi Sắc bước những bước chân đầu tiên xuống Phố Núi ngay tại cầu thang máy bay. Và có lẽ nó là cái duyên và một phần là cái sự gắn kết của mình với lại cái câu lạc bộ ban huấn luyện lúc đấy nó cũng tương đối là thân. Thì có những cái sự kiện hoặc là có những cái giao lưu bên ngoài cái vấn đề thi đấu chuyên môn ấy, thì là mình cũng thường có tham dự. Và một cái ấn tượng rất đặc biệt là Zico là một người rất là gần gũi, rất là hòa đồng, và cái cách anh ta hòa nhập với đội bóng, với địa phương, với cổ động viên, nó là một cái gì đó rất là thân thiện và đặc biệt. Dường như không bao giờ Kea Thi Sắc làm cho tạo ra một cái khoảng cách hoặc là cái biểu hiện của một ngôi sao gì cả. Anh ấy rất là hòa đồng, rất là gần gũi và luôn luôn sẵn sàng sẻ chia. Và trong cái thời gian mà Kea Thi Sắc thi đấu tại Hoàng Anh Gia Lai thì mình vẫn đi theo ủng hộ đội bóng, và cũng thỉnh thoảng vẫn xuống dưới học viện tham quan và xem các cầu thủ tập luyện thi đấu. Thì bên ngoài thời gian tập luyện thi đấu thì thỉnh thoảng anh em cũng có cà phê hợp tác với nhau và trao đổi. Một cái đáng quý nữa là sách chịu học tiếng Việt lắm, thời gian ở chừng một năm sau là anh ấy có thể nói trao đổi được nhiều thứ. Và thỉnh thoảng thì Zico thường về nước đi lại về thăm nhà rồi, thì là cho nên là cũng có nhờ mình làm hỗ trợ các cái thủ tục tại hàng không mình sau thủ lợi và trao đổi với nhau, thì từ đấy nó nên thân thiết. Và có lẽ là một trong những cái mình ấn tượng nhất ấy, là khi lần thứ ba Kea Thi Sắc quay lại Phố Núi để mà dẫn dắt đội bóng vào đây, thì lúc đấy mình sẽ đón Kea Thi Sắc tại cầu thang máy bay.
vì dịch bệnh nên anh em đeo khẩu trang hết. Nhưng vừa nhận vừa thấy là sắc bắt tay mừng, mình nói ngay ô nghĩa hả, khỏe không, tức là nhận ra ngay người quen, người gắn bó với nhau. Và sau 3 năm thi đấu ở Hoàng Anh Gia Lai, từ khi đầu tiên đến năm 2016 khi anh đi sắc cùng với lại chỗ báo Tuổi Trẻ có xuất bản một quyển sách cùng với tôi, và mình cũng rất là may mắn là được mà được khi anh đi sắc dành tặng riêng một quyển sách đấy, và có chữ ký của khi anh đi sắc. Bây giờ mình có thể cho bạn xem qua đây, đây là cái quyển sách mà sách tặng cho mình là có cả chữ ký, có cả chữ ký. Có lẽ cái này là một cái kỷ niệm rất đẹp mà mình rất quý. Đây cũng chia sẻ với các bạn, đây là một số các cái hình ảnh mà sách với mình với bố Vinh. Mỗi đây là lúc này anh đi về Thái Lan về thăm nhà đấy. Còn đây là cái có một cái hình ảnh là cũng muốn chia sẻ với các bạn, là đây là năm 2003 tại sông Pleiku, đội chính thức vô địch sau trận hòa ngày nay về đây thì đội chính thức lên ngôi vô địch, nên rất là vui. Thì cũng một vài cái kỷ niệm về Zico cũng muốn chia sẻ và lại với các bạn. Chắc là không biết là Zico còn nhớ này không nhỉ? thật sự cũng có một cái cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái mong muốn của Nghĩa ngày đấy khi mà giữ lại cái lá cờ này á, thì thứ nhất là một cái kỷ niệm đẹp của một cổ động viên theo đội như mình. Và cái mong muốn nữa là mình muốn rằng một ngày nào đấy khi mà câu lạc bộ mà thực sự mà quy củ hoàn thiện, có cái phòng truyền thống, cái phòng kỷ niệm, thì mình cũng muốn trao tặng những cái kỷ vật này lại cho câu lạc bộ để mà làm cái kỷ niệm. Thì vừa rồi thì bên phía câu lạc bộ thì cũng đã có liên lạc, và cũng chắc có lẽ cũng một ngày gần nhất thì là mình sẽ trao tặng những cái kỷ vật này lại cho câu lạc bộ để làm cái đặt một cái phòng truyền thống. Mình cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Thì xin cảm ơn anh đã có cuộc chia sẻ với bọn em. Xin chúc anh công việc tiếp tục phát triển, và xin chúc cho các bạn Hoàng Anh Gia Lai có thể đạt được những thành công sớm nhất. Xin cảm ơn.